Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mô hình mới về One Piece. Cũng là một mô hình mình cũng đặt ở trên cùng với lại mô hình Vegeta với lại Kakashi ở trên mạng. Thì nếu mà mọi người có ai có coi những video trước của mình á, thì cũng hai video trước của mình thì cũng sẽ biết là mình đã gặp phải hai hàng lởm, gọi là hàng fake đó. Hàng không tốt chất lượng cho lắm. Hôm bữa mình mua ở lúc mà họ sale trong Black Friday, thấy sale ham quá mua, cái rốt cuộc nhận phải cái kết hàng lởm. Thì đây, cái bộ này mình đặt thì nó khá to hơn một tí so với những bộ trước. Xong rồi đó. Ở đây mình có ba mô hình về Luffy, thì cái nào nó cũng như nhau thôi, nhưng mà như là không, nó dẹp lại mỗi lần mà đặt hàng trên mạng thì họ không có giao cho mình chứ một cái hộp giống vậy, hộp gấp lại được mà họ giao, họ tháo ra trước giùm để dễ vận chuyển hơn nha. Đây là mô hình, cái hình mô hình của mình về Luffy, Hỏa Quyền Ace và Sabo. Thì đây là mô hình đó. Sao lần này họ dán kỹ, mấy lần trước thì không có cần, họ không có dán kỹ cho mấy rồi. Hay là do mình mua ở hai chỗ khác nhau ta? À, đây là mô hình của mình. Một đống mô hình của mình. Đây. Thì đầu tiên là Luffy chứ ha, nhân vật chính của chúng ta, nhân vật phải gọi là gì, gì miệng nhanh hơn não. Đây là chân. Thì theo mình thấy thì hai cái bộ mô hình lần này mình đặt thì nó sẽ nó đỡ hơn cái mô hình hai mô hình trước, thì theo mình thấy là vậy. Nó giống như chắc mọi người cũng có coi về cái mấy cái mô hình mà về này nó ráp vô sao ta? Đây. Về của gì ta quên rồi, con Dragon Ball đỏ đỏ, con gì Vegeta gì đó, Vegigo, cái giờ nói thẳng ra là cái clip mà được nhiều lượt view nhất hiện giờ của mình á, thì mọi người cũng sẽ thấy thì cái này hình như là nó cùng một hãng sản xuất thì phải. Đây là cái đế khá ngầu. Đằng sau ta. Vậy đúng không? Ok, thì cũng như những mô hình lần trước thì mô hình lần này cũng không khá hơn là mấy. Thì cái chắc chút nữa phải ngâm nước. Theo mình biết thì ngâm nước nó sẽ nở ra một chút, nhưng không biết nở nhiều hay không thì mình không biết. Thì cũng như những cái trước thì kích cỡ của độ rộng của chân thì một nơi, và cái chỗ chấm thì là cái chỗ mà để đặt được cái chân đó lại là một nơi khác. Vỗ tay. Khá khen. Thôi.
Ok. Qua tới Sabo đi ha. Ủa chắc cắt ngu, chắc chút nữa hết video còn có một tay quá. Có một ở gì? Còn chín ngón tay quá. Để ở chân của phần dưới của Sabo. Ồ sao cục mất tay rồi? Đây là thanh ống nước huyền thoại của Sabo, có độ dài thích hợp khiến các chị em mê mẩn. Tôi thề luôn là cái này hàng lỏm nữa đó. Cái con Sabo này ở trên mặt nó vui lắm nha. Nó có rồi, nó có cái trắng trắng ở đây nè, y như mấy thằng mà bị gì ta? À bị hô á. Cái sẹo của trên mặt của Sabo hình như mình nhớ là nó màu đỏ chứ không phải màu đen đâu, màu tím đâu ta. Chán ghê. Cái đế này mình thề là không vừa luôn nè, dám cá luôn á. Buồn quá. Tôi nói rồi, một cái á, bên bên Luffy á, đây nè, thì nó bị khéo không tới thì không nói, thì vẫn còn cứu vớt được. Còn cái này là nó bị dạng là chàng bản cái luôn á, chẳng hạn cái luôn, là nó không biết nói sao luôn, nhưng tóm cái váy lại là không vừa. Buồn ghê, chẳng lẽ giờ lấy cái sắt dán vô trời. Thấy trên mạng nó để đẹp lắm nha, đây nó để xấu ồm kinh. Tôi nhớ tôi ăn ở có cái tôi hay ăn chay lắm mà ta. Dẹp nó qua bên đi, dẹp 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 qua bên đi. Này chắc đầu tới chiều. Qua tiếp tới AC. AC mình nghĩ chắc đỡ hơn. AC cái đế đẹp không? Thích nhất là cái đế của IC, mà cũng thích ở dưới cho lắm. Ace, người đã ra đi để bảo vệ lại con trai của mình. Anh ra đi như một tượng đài. Tôi nói nhảm đó, đừng để ý. Thôi, qua tiếp tới IC cũng không vừa. Hình như tụi này nó sản xuất mấy cái hồ mô hình này nó không có canh hay sao á. Hai cái này là gắn vô không? Gắn vô được nhưng nó không có đủ độ rộng. Còn này là đủ độ rộng. Ấy, gọi là không đủ độ rộng mà cũng không gắn vô được luôn.
kết cực kỳ kiên mạnh. Ok, một phút mặc niệm cho AC rồi. Dướng súng không vừa luôn nè. À, dướng con dao, sorry. Tôi có một điều rất thắc mắc là AC có một con dao cắm ngay bên nhưng vẫn chưa thấy bao giờ xài. À, thấy xài một lần lúc ám sát râu trắng mà bị ông đập. Đại bang. Nó còn sao sao quá. Thôi để tôi đi ngâm nước nóng cái. Ok, sau hơn 15 ngày ngâm trong nước nóng thì mình xào cháo 15 phút thôi à. Mình cũng không biết nữa. Thì có một lần mình đã ngâm thử, mình thấy có cái tờ của Vegeta. Mình có ngâm thử, mình hình như giờ nó giãn ra nè. Ôi, nó đúng dẻo luôn á. Thì ra là vậy. Ôi, ở đâu rồi? À, cô sắp vô đây. Thì mình thấy nó giãn giãn ra một chút. Hôm bữa đó mình cũng không có ngâm trong nước nóng quá lâu. Ngâm cỡ 5 phút rồi. Cũng không nước nóng lắm, nước ấm ấm sợ hư mô hình. Thì hôm nay mình cũng quyết. Bỏ dừa nè. Dừa rồi. Nhưng mà nó dẻo quá, nó hay bị bung. Gắn bên đây thì bên đây xúc, what the fuck. Trôn nhau chắc. Giờ để mới biết thấy cái đế của Sabo nha, nó có bị hở ngay chỗ này nè. Ôi, cái nước này mà nó đổ xuống một cái nha. Ôm nguyên một cái máy tính. Ôi. Để bật cái đèn cho nó sáng. Nó cũng không khá hơn là mấy đâu, nhưng vẫn đỡ hơn. Cũng không đỡ hơn mấy đâu. Cái này mà mình xài máy sấy cũng được. Mà nhà bạn nào không có máy sấy thì mình xài nước nóng. Ok, một con. Nóng. Má chi ngu có thưởng. Ôi, nóng. Tiếp đến là cái chân của AC. Bỏ vô cho nó hiện đâu. Nghĩ chắc do để ngoài, hiện giờ bên đây là mùa đông, nó lạnh quá, nó teo lại. Ừ.
giống như việc họa mi xuất hiện vậy đó. Họa mi chỉ hot chỉ tới họa mi chỉ hot ở gì mùa hè thôi. Đông ở mùa đông mà ở như Hà Nội rồi á là mùa họa mi biến mất ngay. Kỳ ta. Chúng ta đứng ngược lại. Ồ nãy giờ tôi gấp sai. Quên. Cái mô hình này được IC đứng ngược lại. Quên. Này là mô hình dạng về ồ nó. Tri tưởng niệm ở IC. Mình bỏ vô cho nó nở dạng chút. Ồ rồi chút nữa mình lấy cái gì mình gấp lên ta. Để tính sao đi. Ồ ngon nè. Ồ ráp cái vô liền lắm. Mình nghĩ phần trên chết mẹ đéo vừa. Cái chân xà bô chân bị ít quá, mình găm sâu sâu vô, lâu lâu vô một chút mới được. Như của thằng gì Luffy nè, ngâm lâu lâu vô một chút thì nó vô ngay rồi, rất khớp luôn. Mà mình sợ ngâm lâu quá cái nó chảy quá, nó sẽ có điều à, hơi kỳ một chút là... đây không ta. Ờ đây, nếu mà ráp lại sẽ là do anh coi thì ráp lại sẽ là AC đứng giữa Luffy và Sabo, nhưng có điều mình không hiểu là cái màu đế của Luffy ở đây nè nó khác hoàn toàn so với lại của IC với Sabo luôn nha. Đợi thôi. Ok. Sau khi 5 phút mình chờ đợi thì giờ mình đã gắn Sabo vô được rồi. Chỉ còn phần đầu thôi. Phần này thì chắc không biết gắn sao vô, không biết ngâm nước nóng sao luôn cho nên hơi khỏi ngâm. Ồ xúc ra lại rồi. Để chút nữa là hả? Ô bắt đầu nó dẻo rồi. Ồ cái đầu Luffy tháo ra được luôn nè. Rồi đi đổi lấy 1,5 tỷ Belly đúng không? Luffy có cái giá 1,5 tỷ mà. Em đi đổi thôi. Ôi, vừa khớp. Để chút nữa nó khô lại là nó bình thường trở lại. AC cũng là một trong những nhân vật mình thích nhất trong One Piece nha. Tại AC gọi là năng lực của AC, thích nhất là năng lực của AC. Sabo. Ok, sau những chuỗi gọi là
đặt hàng trên mạng và bị fake, bị troll, bị tà la 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 đó, thì mình cũng đã tìm ra được cái kết. Đó chính là một cốc à cốc à, không à, à một hộp à, nước nóng có thể giải quyết được tất cả mô hình à, mà các bạn gắn không vừa. À, cuối cùng finally thì thôi, bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thích bộ ba này thì nhớ để lại cho mình một comment, like, share và có gì sẽ subscribe cho kênh của mình để có thể gọi là chị tao qua mẹ nó rồi. Rồi cứ cứ làm vậy đi. Thì bây giờ mình cũng sẽ đi ngâm hai mô hình trước. Với lại chắc mình đi ngâm cái thôi chắc không cần đâu. Tuy cái này cũng không phải là hàng real cho lắm nhưng nó phải gọi là sao ta? Cũng khá được rồi. Với cái mức hình như mình bỏ ra là mười mấy đồng của bộ này. Thôi thôi, tạm biệt nhá. Bye.